Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta sang bài 11, phân bón hóa học. Trước hết, chúng ta cần tìm hiểu những nhu cầu của cây trồng. Phần này các em đã được học ở môn sinh học, do đó các bạn sẽ đọc lại sách giáo khoa. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu những phân bón hóa học thường dùng. Có hai dạng phân thường dùng, đó là phân bón dạng đơn và phân bón dạng kép. Phân bón dạng đơn là chỉ chứa một trong ba nguyên tố dinh dưỡng chính là đạm, nitrogen, lân, phosphorus hoặc kali, potassium. Phân đạm có nhiều loại. Những loại hay gặp là phân ure, CONH2 lần. Loại phân này tan được trong nước và chứa 46% nitrogen. Ammonium nitrate, NH4NO3, cũng tan được trong nước và chứa 35% N. Ammonium sulfate, NH4 2 lần SO4, loại này gọi là đạm một lá, còn NH4NO3 là đạm hai lá. Đạm một lá cũng tan trong nước và chứa 21% nitrogen. Dùng phân đạm để giúp cây trồng phát triển rất là mạnh. Phân bón là những chất mà người ta cho vào đất để cung cấp thêm các nguyên tố dinh dưỡng giúp cho cây phát triển tốt hơn. Ngoài phân đạm thì người ta còn có phân lân và phân kali. Phân lân là chứa phosphorus. Phân kali chứa potassium. Thành phần chủ yếu là potassium chloride hoặc potassium sulfate đều dễ tan trong nước. Phân lân sẽ kích thích cho sự phát triển bộ rễ thực vật. Còn phân kali sẽ giúp cây tổng hợp chất diệp lục và kích thích cây trồng ra hoa, làm hạt. Ngoài phân bón dạng đơn, người ta có thể dùng phân bón dạng kép, chứa hai hoặc cả ba nguyên tố dinh dưỡng, NKP. Người ta tạo ra bằng cách trộn các phân bón đơn với nhau theo một tỷ lệ lựa chọn thích hợp với từng loại cây trồng. Ví dụ, phân NPK là hỗn hợp các muối ammonium nitrate NH4NO3, diammonium hydrogen phosphate NH4 2 lần HPO4 và potassium chloride KCl. Nó chứa đầy đủ cả ba nguyên tố dinh dưỡng nitrogen, phosphorus, potassium. Phân NPK dễ tan và cung cấp cho cây trồng đồng thời cả đạm, lân và kali. Ngoài các loại phân bón đơn, phân bón kép, người ta còn xài các phân bón vi lượng để giúp cho sự phát triển của cây trồng. Phân bón vi lượng nó chứa một số nguyên tố vi lượng. Vi lượng là những lượng rất là ít, như là bo, kẽm là từ dùng cũ, từ mới là zinc, ZN, mangan, MN. Các em làm bài tập sau, bài này đơn giản. Dựa vào kiến thức mới học, các bạn có thể tự giải quyết bài này được. Bây giờ chúng ta luyện tập phần muối. Các em đọc đề. Trong các dung dịch cần nhận biết, chúng ta thấy có dung dịch Na2SO4 chứa góp sulfate SO4. Theo bài học trước đây, để nhận biết góp SO4, người ta sẽ dùng dung dịch BaCl2 mà thấy có kết tủa trắng xuất hiện. Còn BaCl2 không tác dụng với NaNO3 và NaCl bởi vì nó không thỏa được điều kiện của phản ứng trao đổi mà tiết trước chúng ta đã học. Sản phẩm không tạo chất không tan hoặc chất khí. Vì vậy, trước hết chúng ta sẽ dùng
lấy mẫu. Chúng ta sẽ làm như sau nhé. Lấy mẫu cho dung dịch BACL2 vào tất cả các mẫu này. Nếu thấy mẫu có kết tủa trắng thì suy ra nó chính là NA2SO4. Còn lại là NaNO3 và NaCl. Sau đó các bạn viết phương trình chứng minh sự tạo kết tủa trắng. Kết tủa trắng nó chính là BSO4. Nhớ cân bằng. Trong hai dung dịch muối còn lại có dung dịch NaCl chứa gốc chloride Cl. Gốc này sẽ tạo kết tủa rất dễ dàng với dung dịch chứa Ag, mà cụ thể là AgNO3. AgNO3 là thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch chứa gốc chloride Cl. Ngay cả HCl vẫn tạo kết tủa trắng. Do đó, chúng ta sẽ cho tiếp dung dịch AgNO3 vào các mẫu còn lại, là cái mẫu NaNO3 và NaCl. Mẫu có kết tủa trắng, chúng ta có thể suy ra nó là NaCl. AgNO3 không tác dụng với NaNO3, nó cùng cái gốc NO3 nè. Tiết trước mình đã được học cái này rồi. Vì vậy, còn lại sẽ là NaNO3. Và thầy nhắc lại là các bạn ghi chữ còn lại khi nào không có hiện tượng xảy ra nha. Còn khi cho hóa chất vào các mẫu cần nhận biết mà có hiện tượng thì các em phải ghi rõ hiện tượng đó ra. Sau đó viết phương trình. Đây là phản ứng trao đổi Ag đổi chỗ với Na. Ag gặp Cl tạo kết tủa AgCl. Na đổi chỗ với Ag gặp NO3 tạo NaNO3. Cả BaSO4 và AgCl là những kết tủa rất khó tan trong axit. Về nhà các em làm thêm hai bài sau. Thầy hướng dẫn câu A. Nhìn vô ba dung dịch cần nhận biết, chúng ta thấy có HCl, hydrochloric acid, có đầu H. KSO4 là muối, KCl là muối, vậy chúng ta có thể dùng quỳ tím. Quỳ hóa đỏ là HCl, vậy còn lại là hai muối. Hai muối này có gốc SO4 và gốc KCl. Các em sẽ nhận biết gốc SO4 trước bằng dung dịch BaCl2 nhé. Nếu các em nhận biết gốc Cl bằng AgNO3 thì AgNO3 này vẫn có thể phản ứng với K2SO4 để tạo kết tủa trắng. Do đó hiện tượng sẽ không rõ. Nếu đề cho vừa SO4 vừa KCl, dung dịch vừa có một dung dịch SO4 vừa có một dung dịch chứa Cl thì các em sẽ nhận biết dung dịch có SO4 trước bằng BaCl2 nha. Và dĩ nhiên BaCl2 nó cùng gốc với KCl nên nó sẽ không có hiện tượng xảy ra. Vậy tóm lại, bài A, các em dùng quỳ tím để nhận biết HCl, sau đó dùng dung dịch BaCl2 để nhận biết K2SO4, còn lại là KCl, và viết phản ứng của BaCl2 với K2SO4. Bài B, NaOH có nhóm OH là base, CNO3 hai lần, không có đầu H, không phải acid, không có đuôi OH, không phải base, nó là muối. CaCl2, không có đầu H, không phải acid, không có đuôi OH, không phải base, nó là muối luôn. Vậy dùng quỳ tím để nhận biết cái base này. Quỳ hóa xanh, suy ra NaOH. Còn hai muối này có gốc Cl và gốc NO3. Có gốc Cl dùng gì nhận biết nhỉ? Dùng dung dịch AgNO3 bỏ vô, sẽ thấy có kết tủa trắng, suy ra là CaCl2. Vậy còn lại là CNO3 hai lần, cùng với gốc NO3 nè. Rồi về nhà các em làm bài này nha. Ở nhà các em sẽ viết bài làm bài tập đầy đủ. Và nhớ, dùng dung dịch BaCl2 nhận biết gốc SO4 trước. Sau đó dùng dung dịch AgNO3 nhận biết các dung dịch có gốc Cl chloride. Và hiện tượng là sẽ có kết tủa trắng xuất hiện. Tôi chào các em, hẹn gặp các em ở những tiết học sau.